ngay sau buổi lễ giao nhận quân tại Ban Chỉ huy Trung đoàn Bộ binh 932, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ đã tổ chức đón tiếp chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2022. Ban chỉ huy trung đoàn tổ chức bộ phận kiểm tra thân nhiệt sát khuẩn cho chiến sĩ mới trước khi sắp xếp biên chế vào đơn vị. Trong số chiến sĩ mới được trung đoàn tiếp nhận năm nay có một đảng viên, chiến sĩ có trình độ cao đẳng đại học đạt 34,7%, 54,16% có trình độ trung cấp chuyên nghiệp, đến thăm và động viên chiến sĩ mới nhập ngũ vào đơn vị thủ trưởng bộ chỉ huy quân sự thành phố cần thơ và lãnh đạo các địa phương mong muốn các chiến sĩ chấp hành nghiêm điều lệnh của quân đội và quy định của đơn vị ra sức phân đấu trong học tập huấn luyện phát huy tính tự học tự rèn vượt qua khó khăn thử thách thi đua lập thành tích trong học tập và công tác để trở thành những quân nhân ưu tú trong quân đội nhân dân việt nam anh hùng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao xứng đáng với niềm tin yêu của đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố cần thơ